Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Và bao nhiêu ngày chờ đợi và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một video công bố kết quả của mini game đợt trước. Thì thế lệ của mini game đó là việc đầu tiên là anh em phải subscribe kênh Đức Huy Mobile Channel. Thứ hai là mọi người comment hai số trong chứng minh nhân dân của mọi người kèm theo tên của mọi người. Và thứ ba đó chính là gì? Mọi người phải share một video của Đức Huy Mobile Channel trên trang Facebook của mình. Và tất cả nếu mọi người hội tụ đủ ba yếu tố đó thì phần quà của chúng ta chính là một chiếc Nokia X-Solver. Hấp dẫn quá. Và bây giờ thì không đợi mọi người đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số trúng thưởng thôi. Rồi ok, Danh sẽ vô dùng một cái điện thoại của Danh và Danh sẽ để cho một cái màn hình bên đây nè mọi người xem nha. Mọi thứ đều công khai hơn, không lập lờ cả, mọi người yên tâm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào một trang tên là random.org. Rồi ok, như mọi người thấy thì giao diện đây là Danh ghi rất rõ, min là sẽ chạy từ số 1 và max sẽ chạy từ số 99, bởi vì chúng ta chơi thể lệ chỉ có hai chữ số mà thôi. Và ở dưới đây Danh sẽ ẩn một cái kết quả để cho nó nghe hồi hộp hấp dẫn. Đây, bắt đầu quay nha. Generate nè, đó, bắt đầu 1, 2, 3, bấm. Rồi, có kết quả rồi, có kết quả rồi em ạ. Có kết quả rồi. Bây giờ lận nè, lận bài, bài casino á, lận. Ý, số 5. Số 5. Rồi, 05, bạn nào trúng thì bạn đã liên hệ với Đức Huy Mobile Channel mọi người nha. Và anh em nào nếu mà ai đã trúng, ai comment là số 05 thì mọi người hãy liên hệ vào Đức Huy Mobile Channel để nhận được phần quà là Nokia X6. Trong 24 giờ nếu như không có ai nhận quà thì kết quả này hủy mọi người nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Đức Huy Mobile Channel thời gian vừa qua. Và nhớ anh em luôn ủng hộ mọi người nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.